tại lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A-di-đà Phật Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 51 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là bộ khoa chú Giảng lần thứ tư Khi Ngài ở vào độ tuổi Gần 90 mươi các vị pháp sư các vị đồng học xin mời ngồi xin mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kiêm nhợt Nại chí mạng tồn Quy y Phật đà Lượng túc trùng tồn Quy y đạt ma Ly dục trùng tồn Quy y tăng già Trừ Chúng trùng tồn A à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tòng kiêm nhợt Nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trùng tồn quy y đạt ma ly dục trùng tồn quy y tăng già trừ chủng trùng tồn a à xà lê tồn niệm ngã đề tử diệu âm thủy tòng kim nhợt nại chí màng tồn quy y phật đà lượng túc trùng tồn quy y đạt ma ly dục trùng tồn quy y tăng già trừ chúng trùng tồn mời xem đại kinh Khoa chủ trang 229 trang 229 đếm ngược hàng thứ tư từ chỗ sách hoa nghiêm Huyền đàm Giải thích Các phá Là sự sự vô ngại Ở đây đưa ra một vấn đề Các phá Tức hết thể phá biến pháp giới Hư không giới Nếu thầy có nói hiện nay Chính là Cả vũ trụ hay toàn thể vũ trụ trong câu này nói đến sự sự vô ngại vì sao vậy chúng ta nên hiểu câu này như thế nào Chúng ta đối với mọi sự đều trở ngại Đều có chướng ngại Vì sao Phật lại nói Sự sự vô ngại Những gì Phật nhìn thấy là sự thật Còn chúng ta nhìn thấy là vọng tướng Là giả chứng ngại do đâu mà có từ vọng tưởng sinh ra tại vì sao câu trả lời ở chỗ này vô cùng chính xác là do duy tâm sở hiện vì sao sự sự vô ngại vì hết thảy phá do duy tâm sở hiện tâm với tâm không chướng ngại chữ tâm này là chân tâm là tự tánh chính huệ năng đại sư đã nói nào ngờ tự tánh năng sanh vạn phá có cùng một ý nghĩa với cầu duy tâm sở hiện vạn pháp từ đâu mà có từ tự tánh sinh ra nếu đã từ tự tánh sinh ra vậy hết thảy phá sẽ không tách rời tự tánh mọi phá tức là tự tánh tự tánh cùng với tự tánh không hề có chướng ngại Tự tánh xét trên thể không có chứng ngại Mà xét từ trên tướng cũng không chứng ngại Tất cả mọi chứng ngại Là từ a là gia sinh ra a là gia là vọng tâm Hay nói cách khác Nếu chúng ta dùng chân tâm Sẽ không có chứng ngại Nhưng dùng vọng tâm Chứng ngại liền xuất hiện Xã hội hiện nay vì sao Lại loạn thế này vì sao trái đất lại nhiều tai nạn đến thế bởi vì người sống trên trái đất này toàn dùng vọng tâm chứ không dùng chân tâm thậm chí đến nhà khoa học cũng nói Nhà khoa học cần đại nghiên cứu về niệm lực Tức là năng lượng của khởi tâm đồng niệm Họ bảo rằng Hiện nay có người sống trên địa cầu này Có hơn 7 tỷ người Chỉ cần số người là Căn bậc 2 của một phần trăm của tổng số người Vậy 7 tỷ người lấy cái bậc 2 của 1% thì khoảng bao nhiêu người? Chưa đến 10.000 người. Đại khái khoảng 89.000 người. Nếu những người này dùng chân tâm sẽ hóa giải được tai nạn trên trái đất tức là những người này có thể trở về có người thật của mình tôi tin vào cách nói này nhưng rất nhiều người hiện nay không tin thực ra cũng có đạo lý bảo rằng lấy cái mặt hai của một phần trăm tổng số người thế giới vào hai trăm năm trước sẽ có được số người này nhưng phần lớn đều ở trung quốc vì sao vì trung quốc từ xưa đến nay giáo dục truyền thống đều dạy có người rất tốt tuy không có thánh nhân không có hiền nhân nhưng có quân tử vẫn còn người bí liêm sĩ Người hiểu rõ nhân quả Họ khởi tâm, động niệm Ngôn ngữ tạo tá Đều không dám làm chuyện sàng bậy Cho nên Căn bậc hai của một phần trăm Tổng số người không đến nỗi khó tìm Thế giới vào lúc đó Tức hai trăm năm trước thời kỳ hưng thịnh của vua càn long và khang hy mới qua chưa bao lâu vẫn còn phước báo dưới lại vào giữa triều thanh thực lực trung quốc còn cường thịnh thế giới hòa bình Quá học đang trên đà phát triển phương tây lại hân khởi lên đã gây hại cho thế đạo nhân tâm nhưng chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm chẳng đến nỗi như hiện nay nền khoa học kỹ thuật của 200 năm này lớn mạnh vượt bậc ngày càng đổi mới nó tiến bộ quá nhanh khiến có người sao nhãn mê tính vào khoa học cho rằng khoa học là vạn năng vứt bỏ hết giáo huấn luân lý đạo đức của bậc thánh hiền Cho rằng những thứ này đều là thứ vô dụng Đối với khóa hào Mọi thứ đều phải Nói đến chứng cứ Đề xướng hoài nghi Sự ảnh hưởng Của 400 năm này Thật quá lớn Người phương Tây Không tin tôn giáo Người Trung Quốc thì không tin Thánh Hiền Còn người Ấn Độ không tin Phật Bồ Tát Nên mới biến thành xã hội ngày nay Có người khởi tấm đồng niệm Cái gì là giá trị quan của đời người? Đừng thưa nhớ Hiện nay có thể nói là tiền bạc Họ không từ một thủ đoạn nào để thay đổi của cải. Đây là phiền não, tạp khí được nói trong Đại Thừa Giáo. Tham sân Si Mạng Nghi là năm loại căn bản phiền não giá trị quan của khoa học kỹ thuật ngày nay đã khơi màu cho những loại phiền não này sau khi những thứ này bào phá Tham sân xí mạng Không hề có biên giới Cũng không suy giảm Lòng tham vô đáy Sẽ tạo nên kết quả gì? Tiến sĩ Thang Tị nói Sẽ gây nên sự hủy diệt nền văn minh nhân loại trên toàn địa cầu nền văn minh nhân loại bị hủy diệt nghĩa là mọi sinh vật trên trái đất sẽ bị hủy diệt Chúng tôi đã xem rất nhiều tác phẩm của ông Thanh An Tỷ. Ông có nói đến, đến vấn đề này. Hơn nữa sau cùng còn trả lời khuyên chân thành. Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Chỉ có học thuyết khẳng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa Ông đem toàn bộ Hy vọng gửi gắm Và văn hóa truyền thống Trung Quốc Và Phật Pháp Đại Thừa Kỳ thực Phật Pháp Đại Thừa Đã dung nhập Với văn hóa truyền thống Trung Quốc Ngày nay nói đến Hán Hậu Đó chính là Nho Thích Đạo Thích Chính là Phật Giáo đạo là tôn giáo bản địa của trung quốc nho thích đạo thiếu một thứ văn hóa trung quốc liền không thể đứng vững như ba cái chân của một chiếc đỉnh thiếu một chân cũng không được Vì thế duy tâm sở hiện Câu trả lời này rất hay Vũ trụ làm thế nào mà có Chúng ta tiếp tục xem kinh văn bên dưới Nguồn gốc của các phá Chẳng phải là có Chủng loại riêng Chỉ là Pháp sai biệt duyên khởi Của như lai tạng tâm của chính mình vì vậy, chúng phải có cái lý có thể dung hòa được với nhau. Theo lý mà nói, chúng nhất định dung hòa. Tức là có thể hòa một và dung hợp nhau. Bởi vì chúng không hề rời xa tự tánh. Thế tồn trong kinh lăng già cũng nói được rất hay. Toàn thể vũ trụ là sự việc như thế nào? Phật nói là tự tâm hiện lượng bất đoạn chi vô bất đoạn chi vô nói quá hay tự tâm hiện lượng lượng tức là hết thảy vạn phá hiện là hiện tiền chính là một niệm ở hiện tại không có quá khứ cũng chẳng có tương lai Trong thực tướng các phá Nói đến chân tướng Chứ không nói đến vọng tướng Chân tướng là gì? Chân tướng không có thời gian Không có quá khứ Hiện tại hay tương lai Chân tướng không có không gian Không có thế giới này hay phương khác Chân tướng là gì? chính là một niệm ngay lúc này không phải niệm trước cũng chẳng phải niệm sau mà là một niệm ngay lúc này giống như một tấm phim được chiếu lên màn ảnh tưởng ở trên màn ảnh toàn bộ đều xuất hiện hiện ngay lập tức không có trước sau vậy vì sao lại xuất hiện không gian và thời gian phật nói với chúng ta đây là từ trong phân biệt chấp trứ biến hiện ra nếu bạn không có phân biệt chấp trứ thì cũng không có không gian và thời gian có tầm Phân biệt có tầm chấp trước Thời gian không gian Điền xuất hiện Tuy rằng xuất hiện Nhưng nó không phải thờ Nó là không Trong cái không lại sinh cái có Chính là từ một niệm mà sinh ra Thời gian của một niệm rất ngắn ngủi Sự sanh diệt của một niệm này ngắn đến mức nào? Ngắn ngủi đến mức sanh cùng với diệt gần như đồng thời. Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta một cái bốn tay có 32 ớ trăm ngàn niệm đây chính là tốc độ của ý niệm. Có người nói với tôi, một giờ có thể bốn được bảy lần Có thể bốn bảy lần Vậy là bảy lần Có bao nhiêu ý niệm Có hai ngàn một trăm ngàn tỷ ý niệm Ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Một trăm ngàn là mười vạn Ba trăm hai mươi triệu Nhân với mười vạn Là ba trăm hai mươi ngàn tỷ là nhân với bảy đó là một giây ba lần bảy hai mươi mốt hai ngàn một trăm ngàn tỷ lần sanh diệt trong một giây điều này nói lên cái gì nói đến chân tướng của vũ trụ hay chân tướng vạn phá của vũ trụ vì thế nó không tồn tại tức là vô nhưng chữ vô này là như thế nào nó không gián đoạn nên gọi là bất đoạn chi vô bạn xem một niệm trước diệt mớ một niệm sau lại sanh ra nhưng phải biết rằng niệm trước và niệm sau không phải cùng một ý niệm nếu như cùng một ý niệm đó chính là tưởng tương tự Mỗi ý niệm đều đọc là Nó có Sự tương tự Nhưng không nhiều Còn không tương tự Lại quá nhiều Nếu chúng ta xét đến Toàn thể vũ trụ Trong một niệm này Bạn sẽ biết ngay Nó không phải tướng tương tự Mà là tương tự tương tột Tám Chữ này Thấy đều nói ra Chân tưởng sự thợ Cùng với những gì được nói trong Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm Là cùng một ý nghĩa Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm Nói rằng Nguồn gốc của các phá chẳng phải là có chủng loại riêng không có gì khác biệt duy tự như lai tạng tâm nghĩa là như lai tạng tâm của chính mình pháp sai biệt duyên khởi khác biệt tức là không giống nhau niệm niệm đều sai khác tuy rằng khác nhau nhưng nó là tự tánh cùng một tự tánh nếu đã cầu một tự tánh Đương nhiên Có cái lý Có thể dung hòa nhau Có thể chung sống hòa một Có thể bao dung lẫn nhau Đây chính là Lời tiến sĩ Thái An Thị đã nói Phật giáo Đại Thừa Có thể giải quyết vấn đề Chính là nó ác phải có cái lý có thể giống hòa được nhau Phía sau đưa ra Sách Hoa Nghiêm Nghiêm Sư Tử Chương Trong này nói rất hay Hoặc ẩn Hoặc hiện Tự tánh Hiện tướng trong khoảng Một niệm hiện tướng vẫn có sự ẩn hiện hiện ở nơi này ẩn ở nơi khác vì thế nó không phải hoàn toàn là tướng tương tự mà nó ẩn hiện không đồng Ví như chúng ta nói đến Thập Pháp Giới Ngày nay chúng ta cảm giác Có thể tiếp xúc Với cõi người Trong Thập Pháp Giới Chúng ta thấy được Còn có thể thấy cõi Xuất sinh Đấy là hiện Vậy ẩn thì sao? Chính Pháp Giới còn lại Chúng ta không thấy đó là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giá, Thiên Nhân. Phía dưới còn ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh vẫn còn có một phần. Chúng ta không thể nhìn thấy hoặc ẩn hoặc hiện ẩn hiện không đồng hoặc một hoặc nhiều hoặc một loại hoặc nhiều loại đều không có tự tánh hết thảy phá chẳng luận ẩn hay hiện một hay nhiều đều không có tự tánh tự tánh chính là thể tức là nó không có tự thể Thể là gì? Thể là chân tâm cũng gọi là tự tánh tất cả phá không có tự tánh vì tự tánh là một biến pháp giới hư không giới đều cùng một thể tự tánh bên tình độ tông gọi là thường tịch quang Dùng ba chữ thường tịch quang Để miêu tả tự tánh Tự tánh là như thế nào? Đầu tiên là thường Thường nghĩa là không sanh không diệt Nó là vĩnh hằng Nó không phải pháp sanh diệt Tịch là thanh tịnh nó vĩnh viễn không ô nhiễm Vĩnh viễn không dao động Tức là như như bất động Chính là thanh tịnh bình đẳng Được nói trên đề kinh Chính là cái ý này Đây là ý nghĩa của tệt quan Dùng quang làm ví dụ quan nghĩa là quan mình biến chiếu quan mình chiếu khắp nơi chính là điều chúng ta cảm nhận được hiện nay có phải biến chiếu không không phải nên buổi tối chúng ta nhìn những ngôi sao trên bầu trời Chúng ta có thể thấy được vô vàng ngôi sao toàn bộ đều do mặt trời từ nó phát quang. Chúng ta thấy mặt trời rất nhỏ, vì sao vậy? Vì nó cách chúng ta quá xa. Nếu nhìn trên bầu trời chỉ có một ngôi sao, chúng ta nhìn thấy cái đốm sáng đó. Nhưng khả năng chiếu sáng của nó không khởi tác dụng Vì sao vậy? Vì ánh sáng quá yếu và khoảng cách quá xa Đây chính là nói ánh quang phải ở gần Thì mới chiếu rõ Đối với chúng ta Mới có lợi ích Nếu quá xa Thậm chí xa đến mức Ngay cả mắt thường của chúng ta Cũng không nhìn thấy Chuyện này rất dễ chứng thật Chúng ta dùng kính viễn vọng Để nhìn bầu trời Nhìn thấy số lượng ngôi sao Nhiều hơn rất nhiều So với nhìn bằng mắt thường Mắt thường chỉ nhìn thấy ánh sáng Những ngôi sao nhỏ nhớ Đại khai có hơn 6.000 ngôi Dùng kính viễn vọng Có thể thấy tới mấy vạn ngôi sao đài thiên văn dùng cái miếng vọng thiên văn có thể thấy mấy tỷ ngôi sao. Cho nên dùng quan làm ví dụ. Thực ra ví dụ này là một ví dụ thiển cận trên thực tế quan cũng không thể xa so được. Quang có sự khác biệt về gần xa Nhưng tự tánh không có Tự tánh ở đâu? Giống như ánh sáng vậy Chiếu khắp mọi lúc mọi nơi Không lúc nào, không nơi nào mà chẳng có Nếu nó không còn Thì hết thể vạn phá cũng biến mớ Tại vì sao? Vì vạn pháp nhờ nó mà cấu thành Do tâm thành thể Không có cái thể này Thì cũng không có sự tướng Cũng không có những hiện tượng này Hiện tượng cùng với sự Đều là hiện Của Cùng một tự tánh Với một và nhiều Biến hiện ra Chính là sự việc như vậy Cho nên Do tầm xoay chuyển Câu này quan trọng tại vì sao do tâm xoay chuyển tức là hiện tượng vật chất ở bên ngoài tùy theo tâm mà biến hóa đây chính là học thúy dĩ tâm khóng vờ được nhà khoa học hiện đại đề xướng tức là dùng ý niệm dùng Ý niệm không chế Hoàn cảnh vật chớ Điều này đã trải qua Sự chứng minh của khóa học Những gì nhà khoa học đề xuất Hoàn toàn giống với Cách nói của Phật Phá Nhưng chưa nói được viên mãn Giống như Phật Phá tùy theo ý niệm của tâm tâm thiện thì không thể nào không thiện tâm á thì chẳng thể nào không á cảnh giới bên ngoài đều chuyển theo ý niệm nếu tâm của chúng ta toàn nghĩ đến lừa gạt nghĩ đến những điều không chính đáng nghĩ tà nghĩ á trái đất này tiến đến hủy diệt ngày càng gần hơn nếu chúng ta giác ngộ thì có thể chuyển lại được tin vào câu nói này của đức phật Hết Thầy phá đều không có tự tánh Do tâm xoay chuyển Chúng tôi tin câu nói này Câu này cũng tức là Hết thảy phá Tự tâm tưởng sanh Tất cả phá Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cách nói khác nhau Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Chúng ta khởi tâm đồng niệm thuận theo dấu hấn của Đức Phật. Đơn giản mà nói, thuận theo tam quy ngũ giới, thập thiện là được. Như vậy cuộc sống hôm nay của chúng ta sẽ như thế nào? Chính là cuộc sống của thế giới cực lạc cuộc sống của thế giới cực lạc chính là người của cõi cực lạc khởi tấm đồng niệm đều là tam quy ngũ giới thập thiện của cảnh viên mạng chúng ta thật sự có thể làm được tam quy ngũ giới thập thiện Đạt đến cứu cánh viên mạng Trái đất này chính là thế giới cực lạc Thế thể vạn vật Trên địa cầu sẽ giống như Mỹ bất thắng thu Được nói trong kinh vô lương thọ Mọi cư dân trên trái đất Sẽ giống y hệt Á-di-đà à, Phật Không hề có chút khác biệt nào Trong chiếc đĩa của Pháp Sư Hải Hiền Có nhắc đến một sự việc Có một ngày là Pháp Sư thắp hương Thắp một lốt hai mươi cây hương Trong bát hương thường chỉ cắm một cây hương Nhưng hôm nay lại cắm hai mươi cây Có người hỏi Ngài Bình thường đốt hương chỉ đốt một cây Vì sao hôm nay lại đốt nhiều như vậy? Ngài nói thiên cơ bất khả độ Người hỏi Ngài bèn nói Con sẽ không tiết lộ Sư hãy nói với Một mình con thôi Con sẽ không nói ra đâu à, Trải qua một lá Lão Hòa Thượng bảo rằng Tôi thấy Bốn phương tám hướng Thấy đều là Á-di-đà Phật Cho nên mấy đố nhiều hương như vậy Vì sao Lão Hòa Thượng nhìn thấy Bốn phương tám hướng Thấy đều là a di đà Phơ Vì công phu niệm Phật Của Lão Hòa Thượng Thuần Không có tập niệm Mới nhìn thấy tất cả phá đều là A-di-đà Phật. Còn chúng ta ngày nay nhìn thấy mọi thứ đều là yêu ma quỷ quái, vô lượng vô biên. Vì sao như vậy? Vì trong tâm chúng ta tự tư tự lợi, tham sân xí sí mạng, đều do ý niệm biến hiện ra. Trong ý niệm, có những ý niệm cực kỳ vi tế. Đó gọi là căn bản vô minh. Chúng ta không biết được ý niệm đó có thể sanh vạn phá. Và ý niệm thiện á, tà chánh của chúng ta cũng có thể thay đổi sở hiện của vạn vật trong tự tánh thay đổi cái gì biến thành thập pháp giới phải biết rằng thập pháp giới là giả chắc chắn không có lục đạo luân hồi cũng chẳng phải thật đều do ý niệm của chúng ta biến hiện ra niệm thiện biến thành tam thiên đạo niệm á biến thành tam ác đạo tam thiên đạo hay tam ác đạo đều là tự làm tự chịu Chẳng liên quan đến bất kỳ ai Vậy người khác trêu chọc ta Khiến ta tức giận Khiến ta nổi nóng Ta bị đọa vào địa ngục Là do họ hại ta chăng Không phải Họ quyến rũ bạn Trêu chọc bạn vì sao bạn lại tiếp nhận? bạn có thể từ chối Kim ma, giống như phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát không tiếp nhận. Phật Bồ Tát nếu nhìn thấy việc não của chính mình bị khơi lên, các ngài chỉ cần một câu đối phó, liền có thể hóa giải, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nên các ngài không nhận vì nó là giả cảnh giới thiện không nhận sẽ không tạo nghiệp của ba đường thiện Việc á không nhận sẽ không tạo nghiệp của ác đạo thiện á thể đều không tạo liền xuất ly lục đạo luân hồi nhiễm tịnh phân biệt cũng không tạo sẽ liền thoát ly thật pháp giới trở về nhất chân pháp giới nguồn gốc của các phá chính là nhất chân pháp giới ngày nay chúng ta từ nhất chân pháp giới Dùng ý niệm thiện ác của mình Biến hiện ra cảnh giới trước mà Hoặc tiếp tục biến hiện Cảnh giới của đời sau Và kiếp sau Hay tam độ lục đạo Nếu ý niệm thiện ác không còn cũng sẽ không có lục đạo luân hồi không có ý niệm nhiễm tịnh sẽ không có thập pháp giới phải ghi nhớ kỹ chân tướng sự thật này nếu không phải đức phật từ bi chúng ta làm sao biết đưa đây là áo mờ của vũ trụ biết rồi thì phải dùng bạn mới chân thật đạt được lợi ích của Phật phá Bạn xem không dùng thiện á Không có lục đạo Không dùng phân biệt Không dùng nhiễm tịnh Thì không có thập pháp giới Giúp chúng ta trong một đời này Có thể trở về với tự tánh Trở về nhất chân pháp giới Hay cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai đây là việc mà ai cũng làm được điều này là thật còn những thứ khác toàn là giả ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì để làm phương pháp này tuyệt diệu là phương pháp thành phật của hết thảy chứ phật ở mười phương phương pháp kỳ diệu bậc nhớ chính là niệm phật Vì lẽ đó, hãy Hiền Lão Hòa Thượng khuyên người niệm Phật phải gấp rút niệm niệm Phật quan trọng những thứ khác toàn là giả giả thì nên buông xả triệt để buông xả buông xả sạch sẽ không còn một chút nào Toàn bộ bốn xả Chân thật bốn xả Nếu thật sự bốn xả Mọi người Khẳng định Giống như Bồ Tát Giống như Anh la Hán vậy Có thể làm được Mười việc này khi cùng người chung sống cảm tạ kẻ có ân tha thứ người có thù giúp đỡ người khốn khó cứu tế kẻ nghèo hèn địa phục kẻ cuồng dài, chỉ dẫn người ngu si cảm hóa kẻ á khích lệ người hiền Cảnh tỉnh kể biến nhé Cảnh giác người u mê Nếu mà sự việc này Bạn làm được một cách tự nhiên Đây gọi là tu hành Hai câu cuối cùng là chư Phật Bồ Tát thì hiện tại thế gian giảng kinh thuyết phá dạy hào nói sự nói lý có thành có lập thì gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn duy tâm thiện thành môn chính là chủ bạn viên minh cụ đức môn trong thập huyền môn sau cùng đắc đại tự tại chủ với bạn bất kỳ pháp nào đều có thể làm chủ bất kỳ một pháp nào cũng có thể làm bạn chữ một này là một thứ bất kỳ hay bất kỳ một pháp nào chữ không phải đọc nhớ ta làm chủ thì hết thảy chư phật như lai đều là bạn đây là đại thừa giáo A Di Đà Phật làm chủ, Thập Phương Như Lai sẽ là bạn, Tích Cân Như Lai là chủ, thì A Di Đà Phật cũng là bạn, lại mở rộng phạm vi một chút, Thiên Chúa của Kitô giáo làm chủ, thì Chư Phật Bồ Tát là bạn. Quan âm Bồ Tát làm chủ Thì Thượng Đế với chư Phật Bồ Tát Cũng là bạn Đây gọi là viên dung Gọi là vô ngại Gọi là tự tại Gọi là viên minh cụ đớ Tại vì sao? Vì đều cùng một tự tánh biến hiện ra làm gì cái đạo lý, không thể viên dung được chứ? Làm là không thể viên dung. Vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở do mày mất đi tự tánh. Không biết chân tướng sự thật. Chân tướng này là nói về quan hệ luân lý. Không biết rằng tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể. Giờ đã biến thành cái gì? Không biết yêu mình. Yêu mình hai chữ này ai có thể làm được? Mức độ thấp nhất là A La Hán. A La Hán khi đã giác ngộ buông xả khiến tư phiền não. Đây là chân thật tự yêu. Yêu mình họ biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở yêu tất cả chúng sanh. Có thể yêu tất cả chúng sanh tức là yêu chính mình. Yêu mình biểu hiện ở chỗ này. Chính mình chỉ yêu chính mình, không quan tâm đến người khác, đó là tự tư tự lợi, họ hoàn toàn không hiểu được yêu mình họ không biết được thế nào là mình thế nào là người thật sự đáng thương chủ bạn viên minh cụ đất môn chúng ta đã học đến chỗ này chúng ta xem lại đoạn sau cùng Cuối kinh Hoa Nghiêm Dùng Mười đại nguyện vương Dẫn về cực lạc Kinh này Hoàn toàn hiển thị tịnh tông Kinh Hoa Nghiêm dùng mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn dắt phàm thánh phàm tức là lục đạo thánh là thanh văn duyên giá bồ tát và phật hai chữ này đại biểu cho mười pháp giới dẫn dắt chúng sanh của mười pháp giới cùng quy cực là nên gọi kinh này là kinh hoàng nghiêm bản trung thì thật là có căn cứ vậy thành thật mà nói chân thật có căn cứ rõ ràng không phải giả hoàng nghiêm đến sau cùng nếu không tu thập đại nguyện vương cầu sanh tình độ sẽ rất khó thành tựu quá khó rồi nếu y theo mười miệng phổ hiền cầu sanh tình độ vậy thì quá dễ ai cũng được đại thành tựu thế nào là đại thành tựu chuyển pháp thần bồ tát là đại thành tựu xuất ly sáu nẻo luân hồi chỉ là thành tựu nhỏ à. xuất ly mười pháp giới mới gọi là thành tựu lớn đại tiểu thừa cũng là từ chỗ này mà phân chia tiểu thừa chỉ siêu việt lục đạo Đại thừa vượt khỏi mười pháp giới. Hãy hiền lắm hòa thượng về chúng ta. Ngài dạy Đâu gì? Bất kỳ người nào nam nữ già trẻ, Hiền ngu bất tiếu, bất kể người có càng tánh thế nào, một câu á Di Đà Phật đều trở thành Phật đạo. ngà chứng đá minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ sau khi triệt ngộ lại vì chúng ta biểu phá đêm hoa nghiêm bác nhã kinh vô lượng thọ hoàn toàn thực tiễn vào cuộc sống Mỗi ngày sinh hoạt, làm việc, đối người tiếp vợ đều là tùy duyên. Trong tâm một câu a Di Đà Phật trước giờ chưa hề gián đoạn, đó gọi là diệu dụng. Trong các tu hành, Thiền Thủ Quốc Sư dạy chúng ta tứ đớ tùy duyên diệu dụng biểu phá là câu thứ hai tức là ngoài nghi hữu tác đi đứng nằm ngồi đều không mất đi oai nghi ngài làm đến tận thiện tận mỹ không hề có vọng tưởng phân biệt chấp trứ Toàn là một câu Phật hiệu Niệm được công phu thành phiến Sự nhất tâm bất loạn Và lý nhất tâm bất loạn Chân thật tuyệt diệu Thật quá khó được Ngài có thể thành tựu Chúng ta vì sao lại không thể thành tựu chứ? Ngài thì hiện là một nông dân Không biết chữ, không được đi học Tùy thái độ xuất gia Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Nam mô a di đà Phật cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài niệm đến lúc vãng sanh. Có Phật hiệu này đã niệm suốt 92 năm. Có mấy người có thể sống được đến 92 tuổi? Ngài đã niệm các Phật hiệu này Suốt 92 năm Chứng đắc niệm Phật tá muội Theo tôi nhận định Lúc đó Ngài khoảng 40 tuổi Cũng tức là nói Đắc lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Cùng với Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ của Thiền Tông Là cùng một cảnh giới Hay đại khai viên giải Của giáo hạ Cũng là cùng Một cảnh giới Trong cảnh giới này Không gì chẳng bí Không gì không thể Chân thật đắc đại tự tại tuy rằng chứng được nhưng ngài không nói tuy chẳng nói nhưng ngài có để lộ đã hiển lộ rồi hiển lộ ở đâu trong cuộc sống của ngài trong các mặc áo ăn cơm trong việc cày cấy biểu lộ trong việc tiếp khác trong việc chung sống với mọi người trong chiếc đĩa có nói một câu có lẽ là thờ không phải giả chỉ cần tiếp xúc với lãm hòa thượng không một ai không thích ngài Ngài vô cùng hòa nhã, dễ gần. Không hề có chút kiêu căng nào, một chút mấy mây, mây tắm ngạo mạn cũng không có. Đức hạnh một đời của khổng tử học đầu của ngày tám tháng ngày có ngủ đức người bình thường làm không được nhưng không tưởng làm được ngủ đức này là ôn lương cung kiệm nhượng vị thầy ôn hòa bạn tiếp xúc với họ sẽ cảm thấy rất dễ chịu rất vui vẻ Vì thầy lương thiện đối với hai thảy người sự vợ không có lấy một chút ác ý bạn đắc tội họ họ cũng không để ý không để trong lòng trước mặt họ có nói lỡ lời có làm sai họ cũng không trách móc bạn vì sao vậy vì họ biết vì sao bạn làm việc không được thỏa đáng họ hiểu được nên họ sẽ dạy bạn chứ không trách bạn tiết kiệm lão hòa thượng rất dễ xẹn, vô cùng tàn tiện từ những chỗ nhỏ nhặt này bạn liền có thể nhìn đến ngài với trọng tài vợ buổi tối khi không cần thắp đèn ngài sẽ không bật điện Đi ngủ rất sớm Bình thường thức dậy cũng rất sớm Thông thường khoảng ba giờ thì dậy Có lúc thức dậy Một hai giờ Để thắp hương lại Phật Niệm Phật Nhiễu hương Đây là công khóa của ngài. Một đời chứ hề thay đổi. Và buổi tối, cái ngày ngày vẫn xanh. Ngày gọi khánh niệm Phật bình thường không có gọi khánh. Niệm hết một đêm nhưng không ai biết mọi người cũng không để ý sáng sớm ngày thứ hai đạo tràng của họ cũng là ba giờ thức dậy làm công khóa sau khi làm xong khóa sớm thấy trong phòng lão hòa thượng vẫn còn sáng đèn kỳ lạ lão hòa thượng rất tiết kiệm làm sao lại lãng phí điện như thế theo thói quen khi đi ngủ ngài nhất định sẽ tắt đèn vì sao đèn vẫn còn sáng bước vào phòng xem thử lão hòa thượng đã bản xanh rồi ngài đi rồi đèn cũng biểu phá lão hòa thượng tuy đã ra đi bạn xem Nhưng đèn không hề tá Phật quan phổ chiếu Ngài không tắt đèn Rồi mới vãng xanh Mà vẫn để đèn sáng Rồi mới đi Trong này đều có Ý nghĩa Biểu phá Bạn phải biết cách xem từng lý từng Chú vì sao lão hòa thượng phải như vậy tự đức trong hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư hai câu số cùng là nhu hòa chí trực đây là dạy cho chúng ta thái độ làm người chí trực là chân tâm bên trong phải dùng chân tâm bên ngoài thì phải dùng nhu hòa Tiếp xúc với người khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Một đời lão hòa thượng chưa có ai thấy ngài nóng giận bao giờ. Cũng không phát cấu. Cũng không dùng tâm ngạo mạng để đối người tiếp vợ. Khiêm tốn. Nhường nhịn Thật vô cùng lợi hại Bạn ước hiếp Ngài Đắc tội Ngài Ngài đều tha thứ cho bạn Đều không để trong tâm Sống trong thế gian này Một đời cực khổ vất vả Đó là thầy chúng sanh khổ làm ra tấm gương tố làm người nên giống như ngài vậy nghiệp chứng của chính mình sẽ được tiêu trừ sạch sẽ công đức tu hành của mình được viên mãn thành tựu chỗ nào cũng học một ngày xem ba lần Xem khoảng 300 lần Tâm hoan hỷ của bạn sẽ xanh khởi Vì sao? Vì càng xem càng có ý vị Sẽ nhìn ra sự áo mợt ở trong này Xem ít quá sẽ không nhìn ra Vì sao? Vì bạn có phiền não, có nghiệp chướng chướng ngại Nên những nghĩa thú trong biện pháp của Lão Hòa Thượng bạn không thể phát giá Xem nhiều lần rồi Tâm định xuống Tâm thanh tịnh xuất hiện Bạn liền nhìn ra con đường Khi đã thấy được đường đi Tự nhiên pháp hỷ xuống mạng Bạn sẽ học theo ngày Sự việc đối người tiếp vợ Cũng y như ngày vậy Ở cái thời đại loạn thế này nếu không tạo tội nghiệp Không cầu người kết oán Sẽ cùng với chư Phật Bồ Tát Cảm ứng đào giao Đây mới chấn thợ dẫn dắt chúng sanh cùng quy cực lạc chúng ta xem tí chú dạy của niệm lão phạm tích công lụy đức trong kinh này có thuộc pháp tạng tỳ kheo trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn một bề chuyên trí trang nghiêm cội nước màu nhiệm niệm lão đã nêu ra ý nghĩa những câu kinh văn này cho chúng ta nên biết được y báo chánh báo thánh tịnh trang nghiêm của cõi cực lạc là... từ đó mà có đều do chân thật huệ hiện ra chân thật huệ ở đâu ở trong tự tánh tự tánh vốn đầy đủ trí huệ chân thật kinh hoa nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai Nhớ kỹ Hết thảy chúng sanh Nghĩ là bao gồm cả chúng ta trong đó Tất cả mọi người Đều có cùng Trí huệ chân thật Của Như Lai Và a di đà Phật Đều là đức năng chân thật Và tướng hạo chân thật Vốn dĩ, đầy đủ Khi không còn chứng ngại Tức là khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trứ Khởi tâm đồng niệm Là vô minh phiền não Phân biệt là trần xa phiền não Chấp trứ là kiến tư phiền não Ba loại phiền não lớn này Thể đều không còn Tức là không còn chứng ngại Trí huệ chân thật của tự tánh Liền lưu xuất ra Lưu hiện ra Hiện nghĩa là hiện tiền Nhận thứ lưu hiện ra Là gì? Giống như những thứ Thanh tịnh trang nghiêm Ở thế giới cực lạc Chẳng luận Y báo hay chánh báo Chánh báo là cư dân của thế giới cực lạc, y bảo là hoàn cảnh của thế giới cực lạc đều là thanh tịnh, trang nghiêm, tốt đẹp đến tột cùng. Cực lạc ở chỗ nào? chín ngày trước mặt đến nơi đó không hề xa vì sao vì thế giới cực lạc là pháp tánh độ pháp tánh trải khắp mọi nơi và mọi lố mọi lốp mọi nơi chẳng lúc nào không tồn tại chỉ là chúng ta nhìn không thấy nên cũng không nghĩ đến tại vì sao chúng ta vẫn chưa nghĩ đến a di đà phật mỗi ngày đều nghĩ đến những việc chẳng đó vào đâu sai rồi Pháp Sư Hải Hiền thường thấy Thế giới cực lạc thường gặp mặt A-di-đà Phật Vì sao vậy? Vì tâm của Ngài không có tạp niệm Tất cả người, việc và vật ở thế gian này Ngài đã sớm muốn xả rồi Vì thế trong sự tùy duyên Ngài đắc đại tự tài trong tùy duyên lại hưởng lộ trí huệ ngài không có phiền não thế thải phá thế số thế gian ngài hoàn toàn thông đạt tường tận chỉ là không nói người khác hỏi ngài câu cửa miệng của ngài luôn là thiên cơ bất khả độ vì thế tôi không thể nói cho anh biết được Tuyệt Quá tuyệt Sự việc qua đi Tỉ mỉ suy nghĩ lại Thật chứ Ngài có tiết là một chút Đáng tí chúng ta Thấy rồi nghe rồi nhưng không thể hội được Chân thật từ bi Đến tột bờ Thế giới hiện nay Phố bày mọi thứ Đều là tập khí Phiền não hư vọng Chúng ta hiểu rõ rồi Phía sau Như vạn sánh luận cho rằng Ba thứ trang nghiêm Vào trong một pháp cũ Ba thứ trang nghiêm thiên thân bồ tát vãng sanh đến thế giới cực lạc Ngài có làm báo cáo Cung cấp cho chúng ta Làm tham khảo Mọi thứ Ngài thấy Ngài nghe Là sự thật không phải giả Thứ nhớ. Hoàn cảnh của thế giới cực là rất tốt đẹp. Ngài nói ra mười bảy loại hoàn cảnh trang nghiêm. Ba loại thì loại thế nhớ là về hoàn cảnh. Thứ hai là lão sư, tức là á Di Đà Phật. Nói ra tám loại trang nghiêm. Tám loại trang nghiêm này Không thể nào tìm thấy Ở thế gian này a di đà Phật Ở thế giới cực lạc Đầy đủ cả tám loại Chúng ta muốn gần gũi Thiện tri thớ Tìm một vị thầy tố Vậy phải tìm ở đâu Nhất định phải đến thế giới cực lạc Tìm a di đà Phật Như vậy không sai Thứ ba, bạn bè đồng học của thế giới cực lạc đều là Bồ Tát. Đều là Pháp Thân Bồ Tát, không phải hàng Bồ Tát thông thường. Những vị đồng học này quá tốt. hoàn cảnh của thế giới cực lạc là, là tăng đoàn lục hòa của cảnh viên mạng. Vì sao? Vì giữa người với người không hề có đối lập. Giữa người với người không có phân biệt. Đương nhiên càng không có chấp trước. Đây là tăng đoàn của cảnh viên mạng Phật nêu ra Lý tưởng và nguyện vọng Của A Di Đà Phật Thể đi biến thành hiện thực Ở thế giới cực lạc Chúng ta nên biết rằng Nếu trong tâm mình Vẫn còn người ta thấy ghế, Một người ta không thế Vậy bạn niệm Phật có thể Vạn sinh tình độ không? Không thể Vì sao? Loại tâm thái này Đến thế giới cực lạc Vẫn thích cái này Ghé cái kia Bạn sẽ làm Diễu loạn Tăng đoàn lục hòa này A-di-đà Phật rất cẩn thận Với việc này Nếu bạn vẫn còn Cái tập khí này Chưa chịu thay đổi Chưa chịu đoạn mớ Ngài sẽ không tiếp dẫn bạn Vậy phải thế nào? Ngài hãy hiện biểu phá cho chúng ta là Pháp Sư Từ sớm đến tối Thấy mọi người, mọi việc, mọi vợ Không một điều gì Ngài không thích Làm sao biết được Vì không một thứ gì Làm Ngài chán ghé Ngài không như vậy Đối với bất kỳ người Việc hay vợ thể đều thuận hòa mặc luôn tươi cười Bên ngoài có rất nhiều vị cư sĩ là đồng tu tìm Lão Hòa Thượng chụp hình. Bạn xem ngày nói thế nào? Rất chủ động và tùy hỷ Mọi người đến đây Một người chụp tốt Hai người chụp tốt mà mọi người cùng chụp hình Toàn gia phố cũng tốt Không một thứ nào không tốt Trước giờ chứ hề cự tuyệt người khác Nên mọi người đều yêu thích Ngài Ngài có tấm nhẫn này Không sợ mệt Một người đã hơn 100 tuổi đây là ý gì biểu phá cho chúng ta xem vậy chúng ta học bạn xem trong cuốn phiếu này có ghi lại trong thị trấn có một số tín đồ đến chùa vật lai thăm ngày Lúc tiện khác Tiện đến cửa Thay cái hồng trước cổng chùa Đã ra rất nhiều trái Ngài liền bắt một cái thang Leo lên cây Đi hái hồng Hái đầy Một giỏ Chúng ta xem thấy Cảnh tượng này Ngài đã hái Đầy một giỏ hồng Sau đó chứa cho mọi người 112 tuổi mọi người đều rất lo, sợ ngày té xuống thì làm thế nào? ngày nói với mọi người không việc gì đâu, tôi đang niệm phật. Mọi người thấy lắm hòa thượng khỏe mạnh trường thọ, ngày quá từ bi. Còn đích thân leo cây thanh niên còn không dám leo ngài leo cao như vậy chúng ta đều đã nhìn thấy ngài hái một giỏ hồng đầy áp vì thế động tham đạo hữu của thế giới cực lạc rất tốt Thế giới cực lạc Tuyệt đối không tìm thấy Một người nào Phỉ bán lẫn nhau Đây đúng là Tăng đoàn Hòa hợp Chúng ta đặc biệt Phải học theo ngày Về mặt này Ba loại trang nghiêm chính đôi hoàn cảnh lão sư đồng hào đều nhập vào trong một pháp cú một pháp cú là gì một pháp cú tức là thanh tịnh cú thanh tịnh cú là gì là chân thật trí huệ vô vi pháp thần ở thế giới gần là hiển thị ra bên ngoài là trí huệ chân thật bản thân của mỗi người là vô vi pháp thân chúng ta thường nói là pháp thân đại sĩ điều kiện của pháp thân chính là kiến tánh trong thiền tâm gọi là Phá một phẩm vô mình Chứ một phần pháp thân Đó gọi là pháp thân Bồ Tát Tam hiền Bồ Tát Là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Vẫn chưa kiến tánh Gọi là quyền giáo Bồ Tát Quyền chỉ mấy thật được tương đối Chứ phải chân thật Tại vì sao? Hàng Bồ Tát này trí huệ chân thật Vẫn chưa xuất hiện Vẫn chưa khai ngộ Chưa minh tâm kiến tảnh Nơi họ ở vẫn thuộc về Pháp Hữu Vi Pháp Hữu Vi Nghĩa là có sanh có diệt Có phiền não để đoạn Có bồ đề để chứng Nếu như là Pháp Thân Bồ Tát Đó là vô vi Không sanh không diệt Không có phiền não để đoạn Cũng chẳng có bồ đề để chứng hai điều khác nhau biết được rằng trang nghiêm có nhiều màu chính là thanh tịnh pháp thân không hài không khác vãng sanh đến thế giới cực lạc tự nhiên sẽ cùng với hoàn cảnh dung thành một khối hoàn cảnh là do tự tánh biến hiện Cải thân của chính mình cũng là tự tánh biến hiện trở về với tự tánh. Lão sự tức là Á Di Đà Phật cũng do tự tánh biến hiện. Đồng học là vô lượng vô biên chứ đại Bồ Tát vẫn là tự tánh biến hiện trở về tự tánh một cách viên mãn rốt ráo một tánh đớt gọi là một pháp cú ngoại trừ tự tánh ra thì chẳng có gì khác biệt những câu này Chúng ta phải suy gẫm cẩn thận Hàm ý sâu xa Đây gọi là pháp vị Nhập vào cảnh giới này Sẽ sánh khởi tâm hoan hỷ Gọi là pháp hỷ xuống mạng Bạn đối với Thế giới này hay phương khác, Tất cả Lý sự tánh tưởng Nhân quả Hoàn toàn Thông đạt thấu số Vì thế Trong cuộc sống Có thể Đã được pháp hỷ có thể đồ chúng sanh có thể dìu giác và giúp đỡ kẻ khé xã hội hiện nay rất cần những người phát tâm bồ tát Phía sau có dẫn ra kinh văn Trong phẩm Thọ lạc vô cực Trong này có một đoạn kinh văn Ý nghĩa Quan trọng nhớ Trong đoạn kinh văn này Chính là muốn chúng ta trở về với tự nhiên Tự nhiên luôn là thứ tốt nhớ Không cần phải gây dựng Cũng chẳng cần suy nghĩ một phen một phen là hốt nhiên khai ngộ thông đạt tường tận triệt để minh bạch hiện tượng vũ trụ là gì tướng tự nhiên của tự nhiên hết sức tự nhiên phật nhãn pháp nhãn của bồ tát nhìn giống san của thạp pháp giới các ngài thấy được cái gì đó là tướng tự nhiên của tự nhiên tự thanh pháp giới là do phân biệt nhiễm tịnh biến hiện còn lục đạo luân hồi Do chấp trước thiện á biến hiện Bạn xem có nhân có quả Trong nhân có quả Trong quả có nhân Nhân quả không hai Tướng tự nhiên của tự nhiên Trong tự nhiên có căn bổn nguồn gốc chính là pháp tánh mà cả người lẫn vợ đều có nên người với vợ là một thể người nhân đều yêu thương vợ đối với người phải nhân từ đối với hết thảy bạn vợ hay với người đều phải giống nhau à. tự nhiên quan sát nhập lẫn vào nhau chuyển biến tối thẳng chuyển biến chính là nói đến tùy duyên hòa nhập vào nhau Ngày nay chúng ta nói là bao dung hay tiếp nạp có ý nghĩa như vậy tâm lượng phải lớn ý nói bổn tâm của chúng ta tâm lượng vốn có của chúng ta đại thừa giả thường nói là tâm bào thái hư lượng chu xa giới đây là tự nhiên Tâm lượng của mọi người Đều lớn như nhau Đều Lớn như hư không Pháp giới Thậm chí còn lớn hơn Pháp giới hư không Trong Kinh Năng Nghiêm có ví dụ Vị Pháp giới hư không là đám mây thì tự tánh được ví cho cả bầu trời mây thuộc về bầu trời chữ không nằm bên ngoài còn hư không pháp giới cũng nằm trong tự tánh nó không ở bên ngoài bạn xem tự tánh lớn biết dương nào đây là tâm lượng vốn có vì sao lại trở nên nhỏ như vậy không thể dung nạp kẻ khác không thể bao dung mọi người Giờ nguyên nhân gì? Mê mất rồi Khi đã giác ngộ Họ sẽ giống như Phật Khi mê thì thành chúng sanh Càng mê sâu càng đáng thương Vì thế Phật gọi chúng sanh Là những kẻ đáng thương Quá đáng thương từ nhất chân pháp giới mê rồi sẽ đến thập pháp giới từ thập pháp giới mê rồi sẽ đến sáu nẻo đúng hồi sáu nẻo luân hồi lại mê thì đi vào ba đường á điều này không thể không hiểu Ước đang thành thất bạo trong hư không tự nhiên thành vạn vợ thất bảo hay vạn vợ đều do tự tánh biến hiện sang lìa tự tánh thì chẳng có pháp nào có thể đáp Tự tánh hiện ra mọi vợ Chúng chẳng để tự tánh Trên thể mà nói Là thất bảo Trên tướng mà nói Là vạn vợ Tánh tướng nhất như Tánh tướng bất nhị Hiểu được chân tướng sự thật Hết thảy vạn vợ Mọi thứ đều đáng được yêu thương Ở trong này bạn sẽ không dấy lên sự phân biệt Mê rồi liền có phân biệt Liền có chấp trứ. Khi đã giác ngộ sẽ chẳng cần phân biệt chấp trứ. Kinh nói Một phen khai minh Khai là khai ngộ Minh là minh bạc Một phen Không định vào lúc nào Sẽ hốt nhiên khai ngộ Tường tận thì cái được khai minh đó Chính là tự tâm của Ngài đương sự Khai minh nghĩa là gì? Chính là chân tâm của chính mình hiện tiền Không phải cái gì khác Cái gì là chân tâm? Không mang theo phiền não Chính là chân tâm Hiện nay Cái tâm chúng ta dùng là chân tâm Nhưng trong chân tâm lại trong lẫn phiền não vào phiền não biến thành ô nhiễm chân tâm không có ô nhiễm chân tâm không dao động tức là không có phân biệt chân tâm bất động nên có người làm sao lại có thể không có hằng tâm chứ. Hằng tâm là chân tâm. Một đời không đổi. Thường biến đổi là vọng tâm. Vọng tâm có sanh có diệt. Chân tâm không sanh không diệt. Chúng ta nên dùng chân tâm, đừng dùng vọng tâm. Chân tâm dùng được Thuần thục rồi Tự nhiên Tương ứng Với Pháp Thần Bồ Tát Ở cõi Thật báo Vọng tâm là gì? Là phân biệt chấp trước Trong chấp trước Lại còn kiên cố chấp trước Tuyệt không thể Tùy thuận theo người khác Chấp trứ một cách kiên cố nhớ chính là địa ngục. Chấp trứ của ngạ quỷ so với địa ngục thì đỡ hơn một chút. Chấp trước của súc sanh lại đỡ hơn so với ngạ quỷ. Càng hướng lên cao, từ từ chấp trước càng giảm, Quý ở chỗ bản thân có cái trí sáng sủa Chính mình phải nhận thớ Phải hiểu cho rõ và tường tận Hết thảy phá Không lìa tự tánh hay nơi cách khác Mọi thứ nhất định Chính mình phải chịu trách nhiệm Ngàn vạn đừng trách kẻ khác Trách người khác đều là tội chính mình phải làm chủ số phận của mình không bị cảnh giới chuyện đây gọi là công phu không bị cảnh giới quá nhiễu chính là công phu xã hội bây giờ sao lại nói như vậy tai nạn vì sao lại nhiều đến thế bước chuyển biến quá nhanh nhanh đến mớ tánh đức của bản thân theo không kịp thoát khỏi tánh đức mất rồi vậy thì phiền phức sẽ đến ngay chúng ta đối với luân lý đạo đức nhân quả của bậc thánh hiền và giáo huấn của phật bồ tát không còn sự đồng điệu vậy tiền đồ trước mắt là gì bạn sẽ có phần ở tam đồ. Quyết định sẽ đọa và ba đường á. Trong tam đồ, lựa chọn đầu tiên chính là địa ngộ. Đó là do bạn tự lao đầu vào lưới. Nên chính mình phải chịu chẳng ai cứu bạn cả. Cho nên, phía sau có nói bảy báu cùng muốn vợt là chỉ cho cõi Phật do một tâm của chính mình mà hiện ra cõi nước màu nhiệm do tâm xoay vần thành ra thế giới thế nên sự sự vô ngại viên minh cụ đớ điều này cũng đã nói rõ thập huyền môn trong kinh hoa nghiêm cuối cùng nói đến vấn đề câu cánh chính là sự sự vô ngại viên là viên mãn minh là quang minh đầy đủ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo đó là những thứ do chân tâm của chúng ta hiện ra chúng ta vốn có đầy đủ phật có chúng ta cũng có vì sao chúng ta không muốn thành Phật? Vì vậy, kinh dạy Đức Phật trong bổng kinh có nói Khai hóa, hiển thị, chân thực tế Chân thực tế là bổn tế chân như thật tướng nói quá rõ ràng, quá tường tận đều nhằm khi chúng ta trở về với tự tánh, trở về cực lạc, là... trở về cực lạc có lợi ích gì? Sau khi quý về cực lạc, trí huệ thần thông đạo lực của bạn sẽ giống hoàn toàn với A Di Đà Phật Bạn có năng lực giáo hóa Hết thể chúng sanh Biên khắp giới hư không giới Bạn có năng lực giúp họ hồi đầu Ai nấy đều Viên thành Phật Đạo Nếu không vặn xanh tình độ Bạn sẽ không làm được Không có năng lực này Hơn nữa trong tịnh tông Việc đạt được trí huệ Đức năng Vô cùng dễ dàng Vô cùng nhanh chóng Và ổn định Thật sự có thể nắm chắc trong tay Gặp được rồi nhưng lại bỏ qua Một đời này không thể vãng sanh Vậy thì quá đáng tiếc Hiền Công Lão Hòa Thượng Thường dạy dỗ người Hết 92 năm Đều là khuyên người Lão thật niệm Phật Cứ một mực mà niệm Vì những thứ khác Toàn bộ là giả Giả dạ thì phải nên buông bỏ Đừng cho là thật Đừng nên chấp trước Phía sau nói Vì thế Điều được hiển thị ở đây là Ngay nơi tướng chính là đạo Ngay nơi sự chính là chân Ngày nay chúng ta chung sống cùng nhau Người Việt thấy hoàn cảnh Thì đã có đến Tạm chính việc chẳng như ý Đây là điều mà người thế gian Thường cảm thán Người học Phật không như vậy Vì sao Hết thảy sự tướng Nhất là đối với người Việt Đều nhằm trao dồi công phu Của chúng ta bạn không trải qua sự tráo dồi này bạn làm sao biết được bản thân có công phu mắng bạn bạn không giận đánh bạn bạn không để trong tâm tâm của bạn bình thản biết bao trên chiếc đĩa lão hòa thượng đã vì chúng ta hiển thị người thu tiền điện đại khái được gạt ngày thu quá lỗ quá nhiều lão hòa thượng nói tiền điện tháng này sao lại nhiều hơn tháng trước nhiều như vậy đòi thu quá nhiều anh chàng thu điện phí liền đánh ngài hai bạc tay lão hòa thượng không nói một câu nhanh chóng lấy tiền đưa cho anh ta người thanh niên đó đi rồi người dân xung quanh xem thấy điều không vừa mát lão hòa thượng đã hơn trăm tuổi rồi những người trẻ tuổi muốn bắt anh ta về để phân xử lão hòa thượng nói bỏ đi hãy nhẫn một chút nhẫn nhục ba la mờ bạn có thể nhẫn chăng vất vả cực khổ Trồng bác trong thôn có người đến trộm bắp bị lão hòa thượng bắt gặp người ăn trộm này thấy lão hòa thượng sợ đến ngay người không biết phải làm sao lão hòa thượng bèn khuyên anh ta đừng hoảng cứ từ từ chọn cái nào lớn mà hái Người ăn trộm bát Về sau gặp Lão Hòa Thượng Bội phục đến nằm vóc xác đó Vì sao tu hành Phải từ những chỗ này mà tu Đi xa cuộc sống Thì còn đến nơi nào để tu nữa chứ Đó là giả Không phải thật Tu hành phải tu từ cuộc sống Cái gì cũng nhận được Thứ gì cũng chịu đựng được Tu sự nhẫn này bởi nên tất cả những gì được nói trong kinh thực tiễn vào công việc đây gọi là thực tu thực tiễn vào cuộc sống. Công việc của Lão Hòa Thượng là trồng trọt. Bạn xem ngay trồng trọt nghiêm túc biết bao? Có trách nhiệm biết bao? Thu hoạch rất tốt nuôi sống biết bao người trong báo cáo có nói có hàng ngàn hàng vạn người nhận được sự giúp đỡ của ngài bản thân ngài trong các loại lương thờ rau cải trái cây đều nhằm cứu tế người nghèo ba loại bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý bố thí ngài thấy đều làm được Cho nên Ngay nơi tướng chính là đạo Ngay nơi sự chính là chân Ngay trong sự tướng mà tu chân tâm Tu chân như Thuận cảnh nghịch cảnh Đều là môi trường để tái thành tựu đạo nghiệp Thiện duyên ác duyên Cũng nhằm giúp bạn Thành tựu đạo nghiệp Phải xem bạn dùng cái tâm gì Nếu dùng vọng tưởng Phân biệt chấp trước đó chính là tạo nghiệp sáu nẻo luân hồi thì vọng tưởng Phân biệt chấp trước Đó chính là Tây phương cực lạc thế giới Thường xuyên phải nhớ kỹ Đừng để trong tâm Chỉ có một câu như thế Tất cả cảnh duyên Thiện hay á đều không để trong tâm. Vì sao? Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không có sự chọn lựa. Vì đấy là tự nhiên. Càng tự nhiên, càng tốt. Trong đó không cần bản thân phải suy nghĩ. Bản thân có suy nghĩ, liền sẽ tạo nghiệp. Bản thân không có ý riêng, đó chính là trí huệ. Không thứ gì chẳng phải là chân như Thật tướng Chữ không thứ gì này Ý là trong cuộc sống thường ngày Trong công việc Đối người tiếp vợ Sang lìa khởi tám đồng niệm Phân biệt chấp trước Bạn liền thấy được chân như thật tướng Cũng có nghĩa là không một thứ gì Chẳng phải là tự tâm Vì thế siêu tình ly kiến Đầy đủ trọn vẹn thập huyền Viên mãn đầy đủ Thập huyền môn Thập huyền đều ngay trong Cuộc sống thường ngày Vốn dĩ chứa hề tách khỏi chúng ta Tu thập huyền chính là tu hoa nghiêm Tu thập huyền cũng tức là tu tình độ Sự thù thắng độc đáo Của kinh hoa nghiêm Thù thắng vượt trội Trong những bộ kinh khé Đức Phật không hề nói Ngay nơi thập huyền Bộ kinh này cũng có đủ Đủ chứng minh rằng Kinh này chẳng khác gì Kinh hoa nghiêm Vì thế cổ nhân Gọi kinh vô lương thọ Là trung bổn của kinh hoa nghiêm Quả là có đạo lý Cuối kinh hoa nghiêm Dùng mười đại nguyên vương Để dẫn giác quý về cực lạc Kinh này hoàn toàn hiển thị tịnh tông dẫn dắt phàm thánh cùng quý cực là Nên gọi kinh này là kinh hoa nghiêm bản trung thì thật là có căn cứ vậy chân thật có căn cứ bộ kinh này cùng với kinh hoa nghiêm là một không phẩy hai lại theo như sách giáo dạy phán định kinh tiểu bổn Hoàng nghiêm áo tạng pháp hòa bí tủy tam yếu của hết thảy chư phật kim chỉ nam của môn bồ tát hạnh đều chẳng ngoài kinh này mấy câu này nói quá hay là lời của ngẫu đại sư ngẫu đại sư trong lối giải kinh nói với đà có giảng hoa nghiêm áo tạng Pháp Hòa Bí tuỷ Tạng là nói đến lục phủ, ngũ tạng Tủy là nói đến xương tủy Trong thân thể con người Đây là những bộ phận quan trọng nhớ Đây là ví dụ Được Phật tử Cà Ni Thuyết trong hết thể kinh suốt 49 năm Bộ phận quan trọng nhớ Tình hòa nhớ Đều không vượt ngoài kinh này Kinh Vô Lượng Thọ Thể đều đầy đủ rồi Không những Kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ Mà từ bổng Kinh ở di đà Cũng đầy đủ Hơn nữa cực là Chẳng rời hoa tạng thế giới Di đà chính là Tỳ Lô Giá Na Vì vậy phán định kinh này Thuộc viên giáo Ai dám bảo chẳng đúng Hoa Nghiêm là viên giáo Bộ kinh này cùng với Hoa Nghiêm Hoàn toàn nhất trí như nhau Cho nên Kinh Á Di Đà Kinh Vô Lương Thọ Cùng với Hoa Nghiêm Pháp Hoa Đều cùng Một đẳng cấp Trong Đại Thừa Bộ kinh này là bộ kinh tối cao Nhưng cách phán giáo này cũng chỉ là tưởng sai biệt của bình đẳng Nếu là người căn cơ viên mạng Người có căn tánh viên đốn Thì pháp nào cũng đều là viên Pháp này bình đẳng Chẳng có cao thấp Đấy là tướng bình đẳng Trong sai biệt Đây là sự thật Điều này bản thân chúng ta phải đi chứng thật Nhập vào cảnh giới này Chúc mừng bạn bạn chính là Minh Tâm Kiến Tánh Đại Triệt Đại Ngộ Được nói trong Thiền Tông Hay Đại Khai Viến Giải Trong Giáo Hạ Hay là Lý Nhất Tâm Bất Loạn Trong Tịnh Độ Tông Chúng ta dùng tâm chỗ này thì đúng bỏ qua điều này là dùng tâm chỗ khác vậy thì sai rồi chỗ nên dụng tâm phải dụng tâm chỗ nên muốn xả phải trực để muốn xả đừng đặt vào trong tâm đừng cân đo tính toán làm gì hôm nay thời gian đến rồi chúng ta học đến chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cửu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạ trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông nguyện gặp đi đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bà tất cả khổ ách của chúng sanh cố hương xa cách đã bao thu thẩm thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ dân phụ tử cùng tương hợp mai đây hội ngộ ở quê nhà nói đến viên ban hai hàng lệ diêm phù khổ thú thật bi ai thế xuất thế gian nghĩ cho nảy không niệm di đà thì niệm ai phát tâm cúng dường tịnh thất quan âm địa chỉ website của lượng thọ.vn